vọng đầy tội lỗi, đưa tương lai cuộc sống đi không lối về. Ta giờ về đâu, con đường dài mù lối, hận thù mà lương tâm người hỡi. Không còn tình yêu, trái tim đành tan vỡ, không còn ai châm lối cô đơn cuối đường. Không còn là ta, ước mơ giờ tan biến, cô rơi mong bình yên. Lòng sao cứ luôn u mê, vì sao con tim lạnh giá, vì sao vô tâm soi đã đắm say lời đánh thoát qua xóa, hào nhoáng đưa lối thiêu thân chìm xuống quãng đời còn lại say dưa. Alo, ai, ai đó? Ai? Ai đó ra đi. Không phải anh đang hẹn gặp tôi sao? Vậy là mày đã nhận ra tao. Tôi đã nói tôi không biết anh là ai. Không biết? Mày không biết tao hả? Không biết tao mà mày vác cái xác tới đây làm cái gì hả? Hả? Để cho anh một lời khuyên. Tống tiền là phạm pháp đó. Và đừng bao giờ gửi những tin nhắn này vào điện thoại tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ báo công an. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. Tao hiểu. Tao hiểu rồi. Mày sợ tao gài hàng mày chứ gì? Tao nói nè, mày đang sợ tao bắt tay với tụi công an để chơi mày cơ đúng không? Cho nên mày nhất định là giả như không quen tao, như không biết gì. Nhưng một mặt mày lại sợ tao có số giấy tờ đó thiệt, cho nên mày phải tới đây. Sao hả? Tao nói có đúng không? Tao nói có đúng không? Những gì cần nói tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhắc lại đâu. Bạn đã, giấy chứng nhận độc thân của Lê Minh Khánh năm 2007, mày coi đi. Đây chỉ là bản photo thôi, nhưng nó cũng rõ lắm đó. Tại sao anh có giấy này? Tao đã nói với mày, tao có bản photo của tất cả số giấy tờ đó. Không lẽ nó đưa cho tao giữ mà. Bây giờ mày tin rồi chứ? Tôi vẫn không hiểu anh nói gì. Nhưng anh đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Tôi sẽ báo công an chứ gì. Mày đừng có hù tao. Nè, mày đa nghi quá. Nè mày nghĩ đi, tao tố mày với công an á thì tao được gì? Tao được gì hả?
Tao chỉ cần tiền thôi. Tiền, tiền, tiền. Mày hiểu không? Mày cứ suy nghĩ đi. Có gì gọi điện cho tao. Ok. Alo. Hợp đồng đã được xử lý. Tôi đã đọc thấy tin trên báo rồi. Phần tiền còn lại tôi sẽ giao thế nào đây? Ngày mai như cũ đi. Khoan đã. Còn cái gì nữa? Tôi cần anh xử thêm một đứa nữa. Rất hân hạnh phục vụ quý khách. Nó không có ở đây. Qua phường 3 thử. Thằng Liêm nghiện á, nó cũng không có ở bên kia. Anh tên anh Hùng ơi, cho em thêm một cử nữa đi. Đi mà, em đuối quá. Dạ, mày muốn gì đây? Dạ, cho em thêm một cử nữa đi anh. Em chịu hết nổi rồi. Cho em thêm một cử nữa đi anh. Tao đã nói là biến. Mày có trả tiền đâu mà đòi thiếu hả? Dạ anh, em lại anh. Giỡn mặt hả mày? Em lại anh mà. Biến. Cho em thêm một cử nữa thôi. Cho em một cử nữa đi anh. Tao nói cho mày biết, mày mà lảng vảng ở đây nữa, mày coi chừng cái mạng của mày đó. Ngồi vậy đi. Nằm ăn vạ ở đó. Lát hồi tụi nó cho ăn đòn bây giờ nữa đó. Ngồi vậy đi. Đứng lên. Sao mày biết tao ngồi ở đây vậy? Hỏi người ta thì biết.
Tiền tôi mới đi khách đó, mua cho Hoa Cử đi. Ở đây đi, rồi coi kiếm gì mà làm. Tao bây giờ làm không có nổi đâu. Vậy định ăn bám tôi hả? Mày kêu tao về đây ở để có người cho mày xài xể phải không? Thì tại vì tao không đủ tiền nuôi một con chó, cho nên tao kêu mày về nuôi đỡ vậy thôi. Cái con này, nè Lệ, tao chắc bị sida rồi mày ơi. Tao biết từ khuya rồi. Mày biết mà mày còn đưa tao về đây ở. Dù gì cũng là tình xưa nghĩa cũ, không lẽ tôi để cho mày chết bờ chết bụi ngoài đường hay sao? Mày không sợ hả? Nếu mà tôi sợ thì tôi đâu có kiếm anh. Dù gì á, hồi xưa lúc mà tôi thiếu nợ đám con Liễu, nếu như mà không có anh đứng ra bên tôi, chắc giờ tôi cũng đã chết bờ chết bụi, chứ đâu có ngồi ở đây được. Bây giờ thân tàn ba dại rồi, phải chịu. Hồi đó tao không dính vào thì bây giờ tao không làm được gì hết. Thôi lỡ rồi, thôi Liêm, bây giờ đã có em rồi, em sẽ nuôi anh. Nhưng mà bù lại thì thằng nào ăn hiếp em, em chỉ cần anh dùng một chút máu chất lượng cao của anh, như vậy là đủ để bảo vệ em rồi, đúng không? Anh vẫn có thể bảo vệ em mà.
giấy chứng nhận độc thân của Lê Minh Khánh năm 2007. Mày coi đi, đây chỉ là bản photo thôi, nhưng nó cũng rõ lắm đó. Tao chỉ cần tiền thôi. Tiền, tiền, tiền. Mày hiểu không? Mày cứ suy nghĩ đi. Có gì gọi điện cho tao. Tôi đã đọc thấy tin trên báo rồi. Phần tiền còn lại tôi sẽ giao thế nào đây? Ngày mai như cũ đi. Khoan đã. Còn cái gì nữa? Tôi cần anh xử thêm một đứa nữa. Rất hân hạnh phục vụ quý khách. Tôi đã chuẩn bị tiền xong. Anh. Em mới vừa đi coi văn phòng mới hả? Thấy sao? Rất đẹp, dạ thích lắm. Không gian thoáng đãng hơn bên đây nhiều. Đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy cả một con sông. Mà sao chồng còn ở đây? Thì anh kiểm tra coi coi còn sót gì không á. Anh lo xa quá à. Mai mốt á, ba má lên, thấy mọi thứ đã đâu vào đó, chắc sẽ nể anh lắm. Nhưng mà nhắc tới, em thấy nhớ nhà quá. Bây giờ á, anh đưa em về khách sạn. Xong rồi em chuẩn bị đồ, anh đi công chuyện một chút. Trưa anh về, anh chở em về quê chịu không? Thiệt hả? Nhưng mà ngày mốt ba má lên rồi. Thì lúc đó mình đi chung luôn, càng đông càng vui chứ sao? Dạ, nhưng mà anh đi công việc lâu không? Khoảng 2 tiếng thôi. Vậy anh thả em ở Bắc Sơn đi, em đi shopping tí. Tương lĩnh vợ. Chưa có tin gì hả anh Toàn? Vẫn đang canh mấy chỗ nó hay mua thuốc. Sáng giờ có gì mới không? Chú Kiệt đã liên lạc với con gái của cô Lệ. Cô bé nói hôm qua có người đem chiếc xe tay ga của Lệ tới nhà. Người vô xe là ai? Chỉ là người chuyển hàng thôi anh. Họ cũng đã xác nhận chính Liêm Nghiện đã đem chiếc xe tới gửi cho họ. Chú Kiệt đang đi nói chuyện với bên chuyển hàng. Thực ra Liêm Nghiện đang tính chuyện gì đây? Alo. Anh Toàn, Khánh vừa chạy xe ra ngoại thành, thái độ khả nghi và cũng đề phòng lắm. Cẩn thận, đừng để nó phát hiện. Giữ khoảng cách, lập các chốt chặn dự phòng đi. Dạ. Tôi đã tới rồi đây. Có ai đi theo không? Tất nhiên là không rồi. Mày nghe đây, nếu mày gài tao á, tao sẽ gửi số giấy tờ này tới công an liền. Mày nghe rõ chưa? Tôi chỉ muốn lấy lại số giấy tờ đó thôi, không muốn rắc rối nào khác hết. Mày chạy tới gần đường ray xe lửa, để xe bên đường, băng qua đường ray. Tao chờ mày ở đó. Vậy nha.
Alo. Sao đây? Mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi? Có thuận lợi không? Nó hẹn ở khúc đường rẽ xe lửa. Tôi sẽ gặp nó lấy số giấy tờ trước. Có chắc nó giao ra không vậy? Thì tôi phải coi coi nó có quyển sổ không đã. Sau đó tới phiên anh. Bây giờ mới có địa điểm, làm sao chạy tới kịp chứ? Thì tôi sẽ câu giờ, lẹ đi. Ok. Tao muốn xem số giấy tờ trước. Mày có nghe câu tiền trao cháu múc chưa? Tiền đi trước đó. Giấy tờ đâu? Ở đây. Hình như tao đang băng hớ rồi mày ơi. Mày giỡn trò gì đây? Giấy chứng nhận độc thân. Giấy đăng ký kết hôn. Còn cả thư tình nữa. Hồi đó mày thương con Lệ dữ lắm hả? Mày muốn cái gì? Con Lệ nó đòi mày bao nhiêu tiền? Tao thấy hình như là nhiều hơn 100 triệu đó. Bây giờ mày có muốn bán không? Nói một tiếng đi. Tất nhiên là tao muốn bán rồi. Chứ tao giữ ba cái đống giấy tờ này làm gì? Đâu có ích lợi gì cho tao đâu. Nhưng đối với mày á, thì nó có giá hơn. Bởi vì mày sắp lấy vợ. Vợ của mày giàu, đẹp, dễ thương nữa. Mày đâu có muốn con vợ của mày nhìn thấy những cái giấy tờ, những hình ảnh của mày với con Lệ đâu, đúng không? Tao hỏi lần nữa, mày muốn gì? Ờ, 200. À không,
300, tao sẽ giao hết cho mày. Cái gì cũng có giới hạn thôi, đừng có giỡn với lửa, có ngày phóng tay đó. À, vậy là con Lệ nó giỡn với lửa, cho nên bây giờ nó mới vô lò thiêu chứ gì, đúng không? Mày cũng nên coi đó là bài học làm gương đi. Côn hồn thì đừng có giỡn với tao. Vậy mày trả con Lệ bao nhiêu? Tao thấy hơn 100 triệu đó. Chẳng lẽ tao bán rẻ hơn nó? Nó có bản chính, còn mày chỉ có bản photo mà đòi giá cao hơn hả? Bây giờ 100 cũng được, nhưng mà làm sao tao biết mày không xử tao như con Lệ? Chỉ cần chắc chắn đây là bản duy nhất thì tao sẽ trả tiền cho mày. Cả hai bên đều có lợi, tao xử mày làm gì? Chắc mày cũng không ngờ con Lệ nó đã photo ra và đưa cho tao giữ một bản. Lúc đầu tao cũng không hiểu sao phải giữ mớ giấy lộn này làm gì. Tới khi gặp mày, tao mới nhớ ra. Tao hứa với mày, đây là bản cuối cùng, mày yên tâm đi. Mày nói nhiều quá làm gì? Tiền trao cháu múc. Tao nói thật với mày, tao chỉ cần tiền thôi. Lấy tiền xong, tao sẽ biến. Mày sẽ không giết tao như giết con Lệ chứ? Tao đã nói rồi. Nhưng mà tại sao mày cứ nhắc đi nhắc lại con Lệ? Hay là mày ghi âm tao? Đứng lại! Chạy qua đường ray, giấu xe ở bên kia. Em theo không kịp. Nè, lượm lại hết đi, để làm bằng chứng. Dạ. Lượm cái này nữa. Dạ. Vậy đi. Đi. Báo cô chú đã bắt được đối tượng. Dạ. Vô. Chú.
chỉ là giấy dùng giấy trắng. Con được kiểm tra qua rồi, không có gì đáng chú ý ngoài trừ ba tờ giấy này. Một tờ là giấy chứng nhận độc thân của Lê Minh Khánh ký năm 2007 bản sao. Còn hai tờ giấy này bị dò lại chỉ là nội dung quảng cáo được phát ở mấy góc đường thôi. Ừ. Chào chú. Lần này chắc là có câu chuyện hay hơn để kể cho chúng tôi nghe rồi chứ. Thật ra tôi mới là người bị hại. Tôi bị tên Liêm nó tống tiền. Trong lúc tức giận thì xảy ra xô xát thôi. Anh quen biết Liêm như thế nào? Tôi không biết anh ta. Vậy thì tại sao Liêm lại tống tiền anh? Vì anh ta có những tấm hình mà tôi đi chơi bời bên ngoài. Biết tôi sắp cưới vợ, nên hăm dọa là sẽ cho vợ tôi biết. Anh bị tống tiền mà lại không báo công an sao? Tôi thấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, nên bỏ ra chút tiền cho êm chuyện. Với lại tôi cũng sắp cưới rồi, đâu có muốn ồn ào làm cái gì. Anh giải thích ra làm sao khi cái giấy chứng nhận độc thân của anh mà Liêm lại giữ trong tay? Tôi không biết là làm cách nào mà anh ta có. Anh không có một chút thắc mắc nào khi Liêm đưa ra giấy chứng nhận này à? Tôi chỉ nghĩ có lẽ anh ta làm khuôn vác rồi lượm được. Với lại công ty tôi đang dọn qua chỗ khác mà, nên chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm. Giấy chứng nhận này anh làm để nhằm mục đích gì? Thì hình như là thời sinh viên, lúc đó tò mò đủ thứ. Rồi vì sao mà làm, sao tôi nhớ được? Mấy năm rồi còn gì. Liêm có đưa cho anh coi những tấm hình hắn tống tiền không? Thì có đưa một hai tấm. Anh có còn giữ lại nó chứ? Thì chỉ để cho tôi coi làm bằng chứng thôi. Rồi hẹn hôm nay sẽ giao tiền và đưa đủ hình. Anh không một chút thắc mắc nào khi Liêm đưa giấy chứng nhận độc thân này à? Tôi chỉ nghĩ là anh ta giở trò này nọ. Tôi muốn lấy hình lại cho xong rồi đi thôi. Như vậy thì tại sao hai người lại dặn có? Thì các anh thấy rồi đó. Anh ta chưa đưa hình đã dọa giật tiền của tôi rồi bỏ chạy. Cứ như là định ăn cướp vậy. Tôi phải tự vệ chứ. Khi tới trao đổi với nhau, anh không đòi xem lại hình sao? Không, tôi không hỏi. Ở đây thì chúng tôi không tìm thấy tấm ảnh nào cả. Thì các anh cũng thấy rồi đó. Anh ta là loại tráo trở mà, còn định cướp tiền của tôi nữa còn gì. Anh trả bao nhiêu tiền cho các tấm ảnh đó? Nó đòi tôi 100 triệu. Con số đó hình như hơi nhiều so với tầm quan trọng của mấy tấm ảnh. Tôi là một nhà kinh doanh mà, tôi có tiền. Nhận thấy việc bỏ ra một chút tiền mà tránh được những điều bực bội thì cũng đáng làm. Vậy lúc khi ra ngoài chơi bời,
anh có chắc gặp qua người này chứ? Lại là chị Lệ. Tôi đã nói rõ lần trước rồi mà. Giá lại, chị ta thì liên quan gì đến chuyện của tôi? Tôi sẽ để tấm ảnh này lại đây, để anh ráng nhớ lại cho kỹ hơn. Chào chú. Dạ chào chú. Chào chú. Chào chú. Ngồi đi. Lê Minh Khánh đã biết chúng ta để Liêm chạy thoát. Coi nè. Không có đối chứng, vật chứng cũng không, nên đã rất bình tĩnh. Con nghĩ trên quãng đường được giải về đây, hắn đã sắp đặt sẵn những câu trả lời trước rồi. Việc Liêm nghiện dùng giấy tờ giả để tống tiền Khánh chứng tỏ hắn có liên quan đến số giấy tờ mà Lệ cất giữ. Hiện tại Khánh là nghi phạm trong vụ án của Lệ. Dạ thưa chú, nhưng mà chúng ta không có chứng cứ gì để buộc hắn nhận tội cả. Đúng vậy. Một luật sư giỏi sẽ tìm thấy rất nhiều kẽ hở để giúp hắn thoát tội. Chúng ta đã đến rất gần tên hung thủ, không thể để hắn vượt khỏi được. Bây giờ chúng ta phải tìm cho được Liêm nghiện để đối chứng. Khi tới cơn nghiện thì Liêm sẽ tìm tới những chỗ bán thuốc. Con đã dặn người để ý kỹ rồi. Ừ. Tìm hiểu chi tiết cuộc sống của Khánh. Từ khoảng năm 2007 tới nay. Dạ. Quyên, bên con có gì mới không? Dạ, thưa chú, con đang kiểm tra mấy số điện thoại. Còn vụ Thùy Linh thì sao? Dạ thưa chú, tới nay vẫn chưa có động tĩnh gì mới. Dạ thưa chú, anh Quyền chủ vừa qua đã đi tỉnh mấy ngày nay. Con đã nhắn lại với nhân viên của anh ta rồi. Em có phụ được gì cho mình không? Nếu mình có thể viết được một bài văn mà đánh động được lương tâm của bọn tội phạm á, khiến chúng ra tự thú á, thì hay lắm. Em viết thì được thôi. Chỉ sợ lại làm hại chồng mình lâm vào cảnh thất nghiệp. Đâu còn ai cần đến người điều tra nữa làm gì. Khi mà đám tội phạm kéo nhau ra đường khóc lóc xin thứ tội như vậy,
vụ án đang bế tắc hả mình? Cả hai nghi phạm trong vụ án này đều là những người tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi và thông minh. Nhưng họ lại dùng cái sự thông minh đó để phục vụ cho hành động phạm tội của mình, rồi cố dựng nên một lý do, một hoàn cảnh để núp vô đó, tiếp tục tha hóa con người của mình. Thì chắc chỉ là một thiểu số thôi. Phần chọn làm người lương thiện vẫn đông hơn mà. Cái phần lương thiện đó vẫn chưa chiến thắng được cái ác. Thiện ác là một cuộc đối đầu dai dẳng. Phần nào đã được nuôi dưỡng kiên trì hơn sẽ chiến thắng. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người vốn đã có gốc rễ lương thiện thì làm sao mà thua được. Chị nghĩ là mình có manh mối rồi. Hả? Đây, em nhìn nè. Thấy không? Những số điện thoại chị Tô Màu Cam. Có gì mới không? Có đó anh. Anh coi nè. Đây là số điện thoại của Trần Đại Phát. Triệu đã gọi về cho anh mình liên tục trước khi bị giết một tuần. Vậy mà ông Phát khai là Triệu không liên lạc gì. Anh ra đưa cho Minh. Để Minh ghé hồi ông lại lần nữa. Dạ. Quyên à, anh mua thuốc cho em nè. Em hết bệnh rồi, anh mua thuốc làm chi nữa? Vậy à? Anh không biết. Đúng là tôi có quen chị ta. Như vậy tại sao qua hai lần lấy lời khai anh vẫn phủ nhận? Tôi cảm thấy xấu hổ. Nói đúng hơn là nhục nhã. Nhục nhã vì đã từng cặp bồ với loại người đó. Nhục nhã đến mức giết người à? Hôm đó vợ của tôi không đủ số lượng qua đây. Nhưng mà nhân viên của anh nói ngày hôm đó tiệm quan của anh đã nhập về một số lượng lớn qua ly mà. Dạ đúng là như vậy. Nhưng mà hôm đó có ba người đặt hàng. Cô Linh là người đặt ít nhất, chỉ có 50 bông. Trong khi đó hai đại lý kia là khách hàng lớn của tôi. Họ cần đồng bộ để đại khách ở mấy nhà hàng lớn. Nên tôi không có giao qua ly nào cho cô Linh cả. Mọi thứ cho thấy chính Khánh là chủ mưu, đã thuê người giết Lệ. Nhưng bằng chứng quá yếu phải không chú? Có hai điều chú không hiểu. Chú mới vừa nói chuyện với vợ sắp cưới của Khánh. Cô gái đó lễ phép, hiểu chuyện và cũng biết quá khứ của Khánh rất rõ. Tại sao Khánh lại còn lo lắng đến nỗi chịu để cho Lệ tống tiền mình?